Chị và các bạn xin chào cả nhà mình nha. Giờ này cũng là 5 giờ chiều rồi cả nhà. Mặt trời không còn thấy nữa, nó sắp xuống núi rồi, mặt trời nó chuyển âm u quá cả nhà, trời muốn mưa rồi. Thì cái clip này có lẽ là clip cuối cùng của ngày hôm nay. Em sẽ chia sẻ cho cả nhà ở mộ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh những thông tin đúng nhất, chính xác nhất và thực tế nhất tại mộ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì chiều nay thì cũng có vài khách đến viếng cả nhà. Đây, những vị khách đến viếng rồi sau đó rồi đi về rồi cả nhà. Mà em quên nữa, cũng có khán giả đã nhắc nhở em rằng đừng có nói là có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hơi dài dòng. Thì bây giờ em xin phép cả nhà, em nói là cậu Năm ha cả nhà. Đó thì mộ của cậu Năm Vũ Linh ha cả nhà. Đó thì em sẽ tiến vào bên trong để chia sẻ cho cả nhà biết tình hình là của chiều hôm nay gồm có những gì, có gì thay đổi hay không ha cả nhà. Đây, mộ của cô em lại dấp nữa rồi, mộ của cậu Năm cả nhà. Mộ của cậu Năm thì chiều hôm nay cả nhà thấy là có hương hoa nè, nhang á, trên bàn thờ rất là nhiều luôn, bánh bía thì quá trời nhiều luôn cả nhà. Bánh bía cặn mười mấy hai chục cây trên đây nè, điểm khoảng mười mấy hai chục cây á. Còn trái cây nè, nó có xoài nè, có bơm nho và đặc biệt là có bia nè, có hai đòn chả nữa cả nhà, có hai đòn chả rất là to ha. Và bên cạnh đó thì có đèn sáp á, đèn cày ở cả nhà để sưởi ấm cho hương linh của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Còn hai cái bình bông này là của một đại gia ở quận 6 đem xuống để viếng mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong cái bình bông này thì có mấy cái cây phát tài cả nhà, cái chậu lưu hương á, cái lưu hương bằng đồng vẫn còn ở đây ha, rất là đẹp luôn. Nó vòng vòng thì cả nhà thấy có cây lưỡi hổ, hồi sáng em có đăng á là nói cây lưỡi hổ này nè để trừ tà trừ ma. Thì cái chị khán giả đó là nói là cái khán giả mà đem tới này á cũng rất là tinh tế, rất là tinh ý. Có lẽ là mình được trưng cái cây lưỡi hổ tại mộ này cũng rất là hay đúng không cả nhà. Nó ở bên đây một chậu, bên kia một chậu cả nhà. Ở đây nó ở đây phía bên này á thì có hoa, những hoa cúc, hoa vạn thọ rất là đẹp đúng không cả nhà. Đây cả nhà, và những chậu hoa của hoa hồng á thì bị mấy con nai cắn, nó mắc bông hết rồi, nhưng mà có những cái bông nó bắt đầu nó sắp chỗ ra nè cả nhà. Đó, đây bị mấy con nai cắn nhưng mà những cái bông này nó sắp lú ra nè, nó có bông lại cả nhà. Mình chỉ cần chăm bón, tưới nước cho nó là nó sẽ lên. Ở đây em thấy có một khán giả tặng một chậu hoa gọi là hoa trang mà màu hồng mà cả nhà, hoa trang màu hồng rất là đẹp luôn. Hoa này là hoa sống đời, đẹp hay cả nhà. Phía bên đây lại có chậu hoa hồng mà được cắm trong chậu. Tiếp theo là hoa trang cả nhà. Ở chỗ này cây đèn nó bị tắt rồi cả nhà ơi, cây đèn nó bị tắt rồi, chắc có lẽ là em sẽ thắp cây đèn lại cả nhà. Em sẽ đi kiếm cái quạt bật lửa em thắp cái đèn lại. Đây cả nhà, mình sẽ thắp lại cái đèn, cái ống khói nó bị bể hay tiêu rồi cả nhà. Không, mình thắp đèn lại. Mình thắp lại cho hương linh của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được ấm áp hơn cả nhà, được sưởi ấm cả nhà. Ở phía bên đây thì di ảnh của có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn được trang trí tại chỗ này. Cái những cái hoa sáp á, thì em thấy gắn bọc xuyên suốt luôn cả nhà, gắn bọc xuyên suốt luôn. Bị sợ bị nước mưa vào á, nó hư hoa, bị hư hoa cả nhà. Ở đây cả nhà có cái cây hương gì nè, nó thơm thơm á, vẫn còn ở đây ha. Ngày hôm nay thì có khách đến viếng cả nhà, những cái bịch khăn giấy này là của khách đến viếng nè cả nhà, để đây để xài. Đó, khăn này là khăn ướt nha. Những ở đây có cái sáp đèn cày còn rất là nhiều, và bên cạnh là những cái nhang phanh còn lại rất là nhiều cả nhà. Nó cũng vẫn còn đốt cho có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều. Phía trong là chai dầu để trong cái đèn dầu cả nhà, để châm vào cái đèn dầu đó. Những di ảnh ở đây cả nhà, những di ảnh ở đây thì rất là đẹp ha, để cho trang trí rất là đẹp. Cái hoa này hồi sáng là bị bọc lại á, bây giờ tháo ra nè. Ở phía dưới đây có mấy con nai á, nhìn cái tiểu cảnh nai rất là đẹp đúng không cả nhà. Phía trên là những hoa sáp, phía trên nữa là cái di ảnh của có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà khán giả đã in ra và đem đến đây viếng tặng cả nhà. Chỗ này là một cái trái tim hình hoa hồng mà hoa là hoa sáp luôn. Đó, chỗ này rất là đẹp luôn cả nhà. Đây là trái tim màu đỏ, hoa sáp, trái tim màu hồng. Đó, vẫn còn rất là đẹp luôn ạ. Bên cạnh này á, là những cái chậu hoa lan trắng tím tím, nó rất đẹp. Ở phía đây là mộ của chú cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha cả nhà, vẫn chưa có nấm mộ nha cả nhà. Chỗ này vẫn chưa có cái nấm mộ nha, nấm mộ chưa được xây.
vẫn chưa có biết ngày nào là lên núm mộ nha cả nhà. Nếu mà cả nhà nhận thông tin ở đâu sẽ núm mộ là sai sự thật nha cả nhà. Ở đây là thông tin em chia sẻ là đúng sự thật, là núm mộ chưa có nha cả nhà. Bây giờ cũng giờ chiều rồi cả nhà, nên mấy anh ở trong đây á là chuẩn bị dọn dẹp nè, dọn dẹp những cái bình bông và những bình bông và những cái chậu hoa, dẹp để cho con nai nó không có bị phá cả nhà. Con nai nó không có phá nha. Đó, ảnh đem đi dẹp. Đó, đây là dọn dẹp buổi chiều nè. Giờ 5 giờ chiều lắm rồi cả nhà, nên dọn dẹp. Đó thì mấy anh em á buổi chiều để dọn dẹp cả nhà, dọn dẹp tránh mưa, tránh nắng, tránh mấy con nai nó phá cả nhà. Anh lấy cài kẹp khác đi. Đó, hết chưa? Buộc lại sao cho để chắc mai mua thêm kẹp á, an toàn luôn cái này bộ à, à, nhiều cái không anh nhiều đấy cái nhóc chắc mình mai mua ok đó đây nữa. Bao lại để cho nó không có bị mưa ướt, nó không có hư cái hoa sáp cả nhà. Rồi anh cứ kéo xuống để cho nó ok. Đó, thì cái hoa ruby này cũng được bọc lại cả nhà để cho cái mưa nó không có bị ướt, nó không bị hư và cũng như là không có bị đổ ngã. Đổ ngã nó không có không có bị hư hại ha. Thì đây là những anh em YouTuber sau khi mà buổi chiều chuẩn bị đi về á, thì mọi người cũng có một chút xíu tấm lòng giúp cho mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được đẹp, được đẹp, được trang hoàng hơn xíu. Rồi mình làm tiếp, mình ở đúng rồi, mình làm mấy cái lẵng hoa ngoài này đi. Đó. Đây là hoa ruby, hoa bb màu vàng. Quá tuyệt vời. Anh này gọi là anh mông lép. Anh lương không nghĩ lép hả? Nghĩ lép hả? Lương vlog cuộc sống Nhật Bản. Trà băng cuộc sống trà băng. Cùng 1 2 2 2 2. Quay lại cho khán giả coi, quay qua đây coi. Quá đẹp luôn. Nó đây cả nhà, đây là cái mà kiểu mà anh em mình gọi là bảo vệ hoa để cho mộ. À, 9.5 thôi. Chùm thêm một lớp bột mủ ở dưới phía chân nữa cả nhà để nó cho nó không có bị đổ ngã cả nhà, không có bị ướt. Đây là một lớp bột mủ nữa nè. Đó. Chân rồi đúng không? Đó. Chùm như vậy này. Này nó chui vô. Là phải bao dưới luôn. Bao dưới và bao trên luôn. Chùm như vậy là để cho không có bị ướt mưa nè, không có bị con nai hay là con bò chui vô đây để nó ăn cả nhà. Đó. Có lẽ là em tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cả nhà ở những video tiếp theo của em. Xin chào và tạm biệt. Bye bye cả nhà. Hẹn vào ngày mai nha cả nhà. Hẹn ngày mai em sẽ chia sẻ ngày mai mộ của cậu Năm. Tôi có gì đặc biệt hơn ngày mai, sáng ngày mai em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cả nhà nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.